Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý các bạn nhé. Em chào anh Phương nhé. Chào Emosai nha, chào anh em nhé. Vâng, thì hiện tại trước mắt của các bạn đang là cái Cosi rất là đẹp các bạn nhé. Cosi của Emosai đang được anh Phương gọi là điều chế. Đấy, thì đợt hôm nọ ra đây thì cũng phải được hơn nửa tháng anh Phương nhỉ? Hơn nửa tháng, gần tháng rồi. Đấy, cho vào đây cái nhìn trông nó đã như thuần chậu lâu năm rồi ấy. Thì em nhờ anh Phương chia sẻ với quý khán giả một chút về cái cốt xi này. Ok, cái cổ ngọn này là vừa anh mới cắt xong anh nhỉ? Củ ngọn là cái hôm làm ấy thì Vâng. là anh muốn để nguyên đấy, để cho bên cạnh cái củ ngọn này là nó khỏe để nó nảy mầm, xong thì cái này nó còn lên đến đây, Vâng. nó đơn điệu quá. Mà hai nữa, trước kia nó bị đục, nó còn đây này, Yên Bonsai Review nó còn có dính một tí này Đây thôi à, cái chỗ mới này. đấy, chỗ mới đấy có dính có một tí này thôi. Vâng, ngày xưa Thế là nên để mình tạo dựng cái đấy lên làm cổ ngọn thì không biết đến bao giờ nó mới hình thành được, cho nên bỏ và chuyển chuyển cung nó sang bên này, nói chung chuyển cung sang bên này dựng cổ ngọn ở bên này, vừa là cho nó mềm mại cái thân chủ. để bên đấy nó không sâu cây anh nhỉ. Đúng rồi. Đấy. Đây cây bè cây này anh Phương anh chuyển thế, sau này cây này cũng làm thành gọi là cây ba thân đấy anh nhỉ, Cây này xây dựng nó cũng là cây ba thân. ba thân sang làng. Cây này nó được cái điểm chuyển này, nó chạy nó quý anh nhỉ, Đúng rồi. nó chạy cái điểm Đấy cũ là to to. những cái nét tay cũ của cây, cho nên những thường thường là mình có dữ liệu những cái nét tay cũ của cây nó rất là quý. Vâng. Bởi vì khi mình phải nuôi tay mới ra thì nó mất rất lâu nó mới hài hòa được. Khi tay mới nó kể cả nó đủ khẩu độ nó to, nhưng để mà cái màu da nó hài hòa với cái khối thân là nó bị mất rất nhiều thời gian. Nên cho nên là trên cây thì tận dụng được những cái tay cũ mà đúng vẫn hợp lý trên cái nền tảng mình xây dựng thì rất là quý. Đấy. Cho em hỏi một chút cái này sau mình lại phải lôi vắt lại anh nhỉ? Xong Đúng mới rồi. đánh sang đây đúng không? Đúng rồi. Phải đánh ra sau chứ. Không, có nghĩa mình dựng đây, Vâng. mình lấy một tay đi ra đây, xong rồi mới lại ngoắt hồi cái ngọn vào tâm giữa này. Vâng. Thì lúc ý nó rất là mềm mại và nó sâu cái cây. Đây để em anh mô tả để hình dung cho quý vị khán giả là một số anh em là mới chơi và muốn tư duy cây thì anh Đây này này, đây dựng dựng đứng cái này lên. lên, và sau cái mắt lá này nó sẽ có, khi mình thu đủ khẩu độ, khi mình thu là nó sẽ có cái mầm, là mình làm cái tay ra này. Vâng. Làm cái tay tay gọi là đỡ ngọn này, nôm Vâng. na gọi là cái tay đỡ ngọn đi ra đây. Vâng. Xong mình mới thu chuyển tiếp và mình ngoắt cái đường tay ra đây và đi lên. Vâng. Ý là Nôm na đây là chỉ, mình lấy một cái tay chỗ đúng này rồi. ra, nhưng mà cái khẩu trên này mình vẫn lấy từ trên này vào. Hay là mình Thì lấy từ tiếp tiếp theo có nghĩa trên một cái này là mình lấy hai nhánh, một tay đỡ và một cái đường tiếp ngọn đi ra tiếp. Sau vâng. này thu chuyển đến đây. Đấy. Nó to lên là mình thu chuyển đến đây, là lấy tay lắc tiếp về đây để dựng lên cái ngọn. Vâng. Thì nó Đấy. sẽ hồi về cái tâm giữa của cái thân chủ này, thì cái cung của nó vừa sâu cây, hai nữa cái cổ ngọn nó về vị trí đúng tâm của nó thì nó rất là hài hòa. Và đấy là em phải hỏi rõ để cho anh em, một số anh em chưa tư duy được là hỏi kỹ đến lúc mà người ta không biết lấy từ đâu. Ví dụ nhiều người anh ạ là nghĩ là đây đến đây, xong lấy cái tay vòng đây nhưng mà không lấy ở cái trên đây mà lấy tiếp trưởng, lấy biết đâu lấy ở cái chỗ đường này ra vòng về phòng ra. Đấy thì Đây em hỏi kỹ. là nói thôi, còn đâu đến lúc nào cái tay này nó to để mình triển khai nó cụ thể mà nó ra được mầm rồi, mình đi cụ thể rõ ràng tay đỡ và cổ ngọn lên, thì lúc ý Yên Bonsai sẽ quay là và chia sẻ với anh em thực tế, thì lúc ý mình nhìn một cái nó rõ hơn, bởi vì nó có Vâng. thực tế, còn đây là chỉ là mô tả thôi. Thế thì Hiện lên. tại là cái tư duy và đang hướng nó phát triển như thế, cho Vâng. nên là bây giờ chỉ là mô tả thôi. Còn Thì sau đấy. này thì khi nó trưởng thành rồi thì bắt đầu là Yên Bonsai sẽ quay nó cụ thể, thì anh nó có thực tế rồi thì anh Dạ em nhìn vâng. cái là ra ngay. Thì đấy thì căn bản là đây là đang chia sẻ trực tiếp cái hướng làm. Thì cứ hỏi trực tiếp về chia sẻ để anh chia sẻ trực tiếp cho quý vị khán giả xem dễ hơn. Và tất nhiên là sau này là có những cái tác phẩm và những cái phôi không phải đọc cái phôi xi này, và rất nhiều những cái cốt như cái cốt xi ba vai ba thân trước ấy anh nhỉ. Video trước anh chia sẻ rất chi tiết cách làm và cái hướng làm cây, thì nên là em muốn là chia sẻ từng công đoạn một để cho quý vị khán Và giả là sau còn này, sau này em nói cho em nói nó có gọi là sau này những cái tác phẩm nó thành những tác phẩm quý thì nó có những cái tư liệu từ ban đầu mà từ cái phôi mà tương đối làm, đấy mới là cái những tư liệu quý anh ạ. Mình nói mình có dẫn chứng anh như ạ. Đấy. cây này là khoảng tầm hơn nửa tháng trước thì bắt đầu Yên Bonsai xuống đây nhờ anh ra khung định hình và để tạo tác nuôi dưỡng thêm, và có một số điểm nó hơi hơi thiếu và hơi lép hơi đói.
thì dùng những cái cành của cây này hạ xuống và đóng vào để cho nó trợ vào những cái vết sẹo to và những cái chỗ điểm nó thiếu. Thì Yên Bonsai sẽ review cho anh em xem thấy là qua nửa tháng, hơn nửa tháng khi những cái cành đóng vào thì bây giờ cái cành đấy nó phát triển như thế nào. Đấy, thì Yên Bonsai sẽ chỉ cho anh em là những cái điểm đó. Đây, đây là cái điểm mà cái tay này là lúc trước Yên Bonsai chia sẻ nó là cái tay đẹp nhất trên thân luôn. Nhưng mà bắt buộc là nó căn bản là nó mọc không đúng chỗ nên là bắt buộc phải xử lý vuông để cho nó vuông cây đẹp cây, thì chuẩn cây thì anh đã xử lý từ bên cái vai bên kia đẹp nhất các bác, từ vai bên kia anh đã lấp vào chỗ này. Chỗ này ngày xưa ấy là cái này là nó là cái hốc không cái... có gì cả, hốc này nó là nó bị tóp cái phần thân cây, cốt cây nó không được nở. Mới ngày xưa cái này nó là cái có hòn đá nhỉ? Đúng rồi. Bên trên này nữa. Đá mấy cả anh em là dùng bằng xi măng anh em đắp vào nhưng thực tế nó rất là khó coi. Đấy. À chà. Nhìn nó không cái phần này giờ em mới để ý thêm là anh mới cắt tay này đúng không? Đúng rồi. Cái ngọn cũng cắt rồi nhưng cái tay này. Hôm trước là anh cắt cái cổ ngọn này để anh chuyển và anh cắt cái này tay này. Bởi vì tay này trước kia là nó dài cho đến đây. Cho nên hai cái này nó tranh chấp nhau và nó song song nhau không được. Sau này cái có này cái là ngay từ ban đầu anh làm là anh cũng định cắt luôn thôi, nhưng mà anh để cho nó lên mầm cho nó khỏe đã, bởi vì khi cây mình thay chậu và mình làm ấy là mình xử lý ngay thì nó cái cây sợ độ nảy mầm nó yếu cho nên anh không xử lý ngay mà anh đến bước 2 rồi, khi cây nó lên mầm nó đủ lượng nhựa nó kéo lên để nó dưỡng cây tốt rồi thì bắt đầu anh mới thu đi. Sau này cho em hỏi một chút, anh Phương chia sẻ với các bác là sau này cái này nếu chắc nó có lẩy nhưng mà sợ lẩy chờ mình lại gắn bắn mầm vào anh nhỉ? Không cần bắn mà khẳng định là cái này nó sẽ nảy. Bởi vì cái mắt mầm xung quanh nó dày ngủ nó rất nhiều. Nó dày. Xung quanh mắt ngủ nó rất nhiều thì đây chính là cái tay 1 của cái bên thân này. Tay 1 đây và tay 2 đây. Lúc trước là thì anh em cũng bảo cắt cái đấy rồi nhưng mà anh Phương anh cũng đã chia sẻ là cứ để cây nó ổn định đã xong bắt đầu mới xử lý tiếp. Thực tế khi làm cây mà nhất là những cây phôi, hai nữa là mình lại tác động vào bộ bầu bệ rễ thì mình nên làm theo nhiều công đoạn chứ không phải là mình làm một phát được ngay. Vâng. Bởi làm như thế nó rất tổn thương đến cây mà có thể là có những tay cành nó bị bỏ hoặc là nó không nảy mầm được. Vâng. Cho nên mình cũng phải nên suy nghĩ một chút là khi cây đã tác động đến bộ bệ của nó mà thay chậu ở đây thì chắc là mình không nhất thiết phải làm một phát xong ngay, mà khi cây nó mình dồn xong, khi cây nó phát triển lên nó khỏe rồi nó đủ lực nhựa kéo lên rồi mình bắt đầu làm tiếp nhịp hai nữa. Dạ vâng. Cái này không thể làm nhanh được đúng không? Đúng rồi. Đấy. À, anh ơi cho em hỏi thêm nữa là cái cốt xi này nó có cái ưu điểm của nó là gì anh nhỉ? Cái ưu điểm của nó. Thực tế trong cái tất cả những cái giống cây ý, thì cây nào nó cũng có một cái nó như không khác gì người ta gọi là nó đột biến. Với cả nó là do dòng, do chất. Cái đặc biệt cây xi này thì dòng và chất của nó thì nó rất là u cục, mụn nhỏ. Đây như anh em xem là khi mầm thân nó như này thì đương nhiên có mầm cây nhiều mầm thân là nó sẽ u cục mụn nhọt rất nhiều. Mà bản năng chính bản năng thân của cái cây này nó là như vậy. Cho nên là hiện tại là cái cốt nó đã mụn nhọt như thế này rồi, cộng thêm cái mầm thân này ra mình nuôi tiếp theo nữa thì nó méo mó và nó mụn nhọt gai góc lên rất là nhiều. Đến đây là nó cũng là dòng do cái chất xi nó mới có chứ không phải cây nào cũng có. Cái này em để ý là lúc em mua về em đã thấy để ý rất là kỹ rồi. Bởi vì cái lu này, những cái mu đây này, những phần lồi mảng đây này, nó cả mảng đây. Tất cả này rất nhiều ở cả thân luôn chứ không phải đồng một chỗ. Đây nó là cái mầm anh ạ, chứ không phải cái mầm bắn của nó là cái lu tự nhiên này. Thế em mới tư duy này em. Nó là cái chất xi đấy chứ không phải là cây nào cũng giống cây nào. Nó tùy theo từng chất của mỗi cây. Đấy quý vị các bạn thấy không? Đây nó còn lubi tận dưới gốc còn rất nhiều đây, tất cả đây là lu tự nhiên, không phải lu mầm bắn thì nó chỉ được, ví dụ các bác bắn mầm này vào đây nó chỉ được một cái góc này, sau lu kéo ra nó chỉ được giỏi lui nhiều năm chỉ bằng ngón tay cái, nhưng đây anh bảo tất cả đây nó cả mảng này, đây cả đúng mảng rồi. Bằng toàn bằng cái xuyến hết này, toàn bằng cái chén hết các anh. Mà thực tế nó nhìn nó mịn, lu nó toàn lu già lu mịn rồi chứ nó. Nếu bao nhiêu cái cốt này nó khoảng tầm mấy năm nữa thì nó vào hòm như cái cốt xi ba vai anh nhỉ? Cốt này để mà hòm thì theo kinh nghiệm anh làm và anh nhìn cái chiều hướng phát triển của cây thì anh cầm nó rơi vào khoảng tầm dao động từ 3 năm đến 3 năm rưỡi nữa. Là nó hòm về khung của cây. Cơ bản nói chung là ổn định.
những cái tay xong trước là có thể nó vào răm hết rồi anh nhỉ? Đương nhiên mình, bởi vì như thế là nó hòm hòm là gì, hòm hòm mình đã vào cuộn răm rồi. Vâng. Còn độ dày răm thì nó lại cần phải thời gian. Ý vâng. Là cây hòm hòm nó lại như thế. Đấy. Nói chung là cái cho hẳn 4 năm nữa là bông răm nó có bởi thể tương đối. Bởi vì thực tế nhiều lúc bảo bông răm mịn tít thì nó rất là khó. Có thể cây hòm hòm thì anh em cũng đã gọi là cây hoàn thiện rồi. Vâng. Nhưng liên quan đến là khi một cái cây hoàn thiện đạt đến ngưỡng thì là gì? Phải bông răm nó mít, nó vâng. Đủ yếu tố để kể cả đi chơi là nhiều anh em chấp nhận. Thì đấy mới nó mới đạt đến mức hoàn thiện được đâu. Thực tế cây hoàn thiện thì luôn luôn không lúc nào là hoàn thiện cả. Hoàn thiện rồi mình vẫn cứ phải điều chỉnh, mình vẫn cứ phải dạy dỗ, vẫn cứ phải chỉnh sửa, chứ không phải là hoàn thiện rồi mà không phải làm gì. Đấy vâng. Điều đó không phải. Bởi vì cây nó là vật thể sống. Vâng. Đấy. Đấy là vừa rồi là anh Phương đã chia sẻ cái hướng làm cây này và chia sẻ cái ưu điểm, khuyết điểm và một số cái điểm vừa rồi là lúc trước là có làm rồi nhưng cái phần này là chỉ cắt phần này, này. Phần này là hạ đục cái bê tông, phần sau là anh để vào chỗ đó. Cây đã lên phát triển rất là tốt rồi. Còn những cái phần ngọn này, cái phần tay chuyển ngọn này vừa rồi là anh muốn là để lên mầm. Nó cây nó khỏe như anh Phương đã chia sẻ trong video là cứ làm từng công đoạn một anh nhỉ. Đúng rồi. Nhiều cái mà làm cố là không được. Cái tay này lúc trước này cũng để ra đây cũng định muốn lấy cả, nó cũng rất là to, nó to như gần như tay này anh nhỉ. Thế nhưng mà nó bị đơ đúng không? Đi về một hướng nó giống nhau, hai cái nó song song nhau. Nó chọc. Bắt đầu cái này xuống anh lấy xuống anh làm tay một của cái tay này. Đấy, những cái khẩu đoạn nó to hơn cổ tay mình lấy có một đoạn như này. Đây là cái hướng làm. Sau này tất cả những cốt ở vườn và một số cái cốt cây rất là quý thì Emosai sẽ chia sẻ từng công đoạn. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi anh Phương chia sẻ quá nhé. Những cái kinh nghiệm mình cũng rất thích xem những cái cuốn video và rất thích xem các bác chia sẻ cái hướng làm về những cái cốt cây và những cốt cây đẹp coi nhé. Emosai xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.